Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Landmark trên Photoshop. Đây là một chức năng khá hay và độc đáo của Photoshop. Các bạn thấy tấm hình ở đây, nó có biên dạng nhòe. Các bạn thấy tấm hình ở đây, nó nhòe từ ngoài vào và không có cảm giác gãy khúc gì. Thì đây là một công dụng khá hay của Landmark. Tôi làm như sau. Ở đây chúng ta có hình ban đầu và có một hình nhân bé. Tôi sẽ kéo hình nhân bé này qua đây. Tôi thả vào đây. Các bạn xem nhé, tôi nhấp đúp vào đây. Mở đây. Tôi sẽ thực hành cho các bạn thấy công dụng của Landmark như thế nào. Ví dụ tôi chọn layer bên trên này, để add Landmark, các bạn bấm vào đây. Có biểu tượng này, Landmark, bấm vào. Thì thực ra nó tạo cái mặt nạ thôi. Tôi muốn có hiệu ứng như tấm hình vừa các bạn đã thấy. Tôi làm như sau, tôi add vào Landmark. Sau đó chúng ta chọn công cụ Gray. Trên là màu đen. Và chọn kiểu từ giữa ra. Và tôi bấm vào giữa cái kéo ra này. Rất nhanh phải các bạn. Cái quan trọng là các bạn phải hiểu Landmark như thế nào. Thì Landmark đơn giản thôi. Màu đen là chúng ta sẽ tẩy cái layer này đi. Ở đây này. Còn các bạn chọn màu trắng là chúng ta sẽ lấy lại. Tôi chứng minh như sau. Đương nhiên rằng chúng ta không chỉ sử dụng một công cụ này mà thôi. Tôi có thể dùng công cụ Brush. Giật phải vào. Chọn nét cỏ mềm. Và đây chắc chắn phải là màu đen. Màu đen là chúng ta sẽ tẩy cái lớp trên này. Để nhìn thấy lớp dưới. Tôi tẩy này các bạn thấy không? Ngược lại, nếu như tôi đảo màu dưới này lên là màu trắng, thì tôi sẽ lấy lại cái vùng của tôi vừa tẩy. Đây là chức năng khá hay của Landmark. Thì vừa rồi tôi dùng công cụ Ryan cũng tương tự như thế thôi. Nếu tôi chọn trắng ở bên trên này, thì nó sẽ lấy lại này. Đúng không các bạn? Nhưng tôi đảo ngược lại, đen này. Và chọn từ trên này xuống, đen qua trong suốt. Thì nó sẽ tẩy những đối tượng bên trong này. Tôi kéo ra. Bây giờ tôi tạm thời đóng file này lại, tôi sẽ hướng dẫn các bạn vào một file khác nữa để các bạn thấy rằng công dụng của Landmark. Chúng ta nhấn tổng hợp phím Ctrl Alt Tab để kép đóng tất cả các file luôn. Tôi nhấn Apply rồi và không lưu. Tôi nhấp nút của đối tượng này và tôi chọn hai cái file tiếp theo này. Tôi Open. Ví dụ như tôi kéo đối tượng này coi này và tôi chọn phần này. Trước khi chúng ta sử dụng các bạn sai, tôi mở background ra. OK. Và bây giờ tôi vào phần Image. Các bạn sai. Và gõ vào đây 32, Enter thì làm phí. Bây giờ tôi kéo cái layer lên trên, kéo layer xuống dưới. Ví dụ tôi kéo vào đây. Nào bây giờ hãy xem tôi xử lý đối tượng này nhé. Tôi cho nó layer mask. Màu trên là đen, để tôi mục đích là tẩy, chọn gray. Thay vì tôi chọn vòng tròn này, tôi chọn từ dưới luôn. Các bạn nhìn tôi kéo này, cứ shift kéo. Thấy không các bạn? Rất dễ dàng phải không nào? Tôi kéo nhẹ thôi. Kéo từ từ. Sau khi kéo xong tôi có thể áp dụng công cụ tẩy cũng được. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy lại cái đối tượng này như thế nào và tôi tẩy đi làm sao cho cái phần biên này ngồi sẽ đẹp hơn. Chúng ta cùng nhau chọn đối tượng này về công cụ của đất. Các bạn nhớ rằng ở bên phần mặt nạ nhé, các bạn chọn bên này này. Các bạn vẽ ra nét màu đen thôi à. Tôi cần Ctrl Z lại và chọn bên mặt nạ này. Màu đen. Tôi bắt đầu vẽ này. Thì mỗi lần vẽ, cái yên chúng ta càng rõ hơn. Nếu bạn muốn đẹp hơn nữa, chúng ta phải rào một IC đi. Nó nhẹ dần ra. Tôi vẽ này. Đúng không các bạn? Tôi lấy lại sắc nét cho vùng này. Giả sử tôi cố tình vẽ dây ra ngoài rồi. Trời ơi, mất ngược của anh Đà rồi. Tôi làm như sau. Các bạn đảo ngược vùng chọn lại. Trắng tức là chúng ta sẽ khôi phục. Tôi vẽ ngược lại. Chúng ta khôi phục những vùng mà chúng ta đã chót xóa nhầm. Ví dụ tôi kéo xuống dưới này này. Tự dưng có đường gãy này rồi. Điều này không cần thiết. Tôi đảo ngược lại tiếp. Tôi xóa phần này đi. Tôi xóa phần cứng này đi. Đó. Để cho cái xe chúng ta nó không bị gãy bởi cái tấm hình đè lên trên. Tôi lần lượt xóa. Các bạn đừng xóa khó tay nhé. Và cuối cùng chúng ta sẽ chọn công cụ Group, nhấn phím C như là phím. Kéo xuống và Enter. Vậy là chúng ta đã hoàn thành trong bài tập rồi các bạn.